show của ta các em. Hôm nay tôi sẽ làm cái clip vẽ vui này. Đây, vui này tôi đã vẽ xong một phần rồi. Tôi đã lên nền với vẽ hoa văn cho nó rồi. Thế còn mình, tôi sẽ cần vẽ thêm vài cái hoa văn nữa. Rồi một chút nữa tôi sẽ sơn bóng cho anh em xem luôn. Và mình đang vẽ xong một cây nữa rồi. Mình sẽ vẽ tiếp theo rồi. Sau khi tôi đã vẽ xong rồi, tôi đã vẽ xong rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho nó. Đây thì mình cũng đã làm xong cặp vừa rồi. Bây giờ thì mình đợi cho nó khô rồi một chút nữa mình sẽ xịt sơn bóng cho nó nha các bạn.